Thì các cha mẹ biết là một cái đứa trẻ nhút nhát, bây giờ chúng ta lại nhìn về cái mô hình của tảng băng chìm đi. Để mẹ lôi lại cái tảng băng chìm ra cho chúng ta nhé. Nào, chúng ta lại tiếp tục nhìn cái tảng băng chìm. Chờ mẹ hẹn, để mẹ hẹn lấy cái mô hình tảng băng chìm ra nha. Mẹ đây. Nào, chúng ta nhìn lại cái mô hình tảng băng chìm của chúng ta. Thì các cha mẹ biết là mẹ hẹn đã nói rằng con người của chúng ta thì gồm có rất là nhiều những cái vỏ bọc, rất là nhiều những vỏ bọc. Thì gồm có ba cái vỏ bọc, gồm có ba cái lớp. Lớp đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy này, đó là lớp sức mạnh ở bên trong. Cái này được gọi là chữ ta, là con người thuần khiết, vị tha, bao dung, yêu thương, chân thành, tình cảm, rất là năng lượng. Thì khi mà các cha mẹ biết rằng là ngay một cái đứa trẻ lên ba đó, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái đứa bé lên ba nha. Ngay từ khi chẳng hạn từ 0 đến 3 tuổi, mẹ hẹn sẽ lấy ở cái khúc khoảng 6 tháng tuổi đi. Bao nhiêu trong số ba mẹ đồng ý rằng nếu chúng ta đưa cho nó một con rắn thì cái đứa trẻ 6 tháng tuổi nó sẽ cầm con rắn nó chơi một cách rất đỗi bình thường. Nào, ba mẹ nào đồng ý thì cầm lên số 4. Bao nhiêu trong số các cha mẹ đồng ý là số 4 ạ? Ừ. Rồi, nhưng mà tại sao hôm nay chúng ta cầm con rắn thì chúng ta hoảng sợ? Bởi vì các cha mẹ biết không, chúng ta đã có một cái ký ức nào đó nó bị gắn vào với cái con rắn đó rồi. Tức là chúng ta bị một cái tổn thương nào đó nó gắn với con rắn đó. Đó có thể là một sự hù dọa, đó có thể là một sự mà chúng ta đã bị con rắn cắn, hoặc chúng ta đã nhìn thấy một cái hình ảnh về con rắn nó cắn một ai đó và người đó chết, hoặc là cái thông tin chúng ta đã nhận được. Thì chúng ta hãy comment cho mẹ cái điều này được không ạ? Thông tin thì sẽ tạo ra năng lượng. Nào, năng lượng thì sẽ tạo ra vật chất. Ghi cho mẹ hệ ba cái này được không ạ? Thông tin sẽ tạo ra năng lượng và năng lượng thì sẽ tạo ra vật chất. Vậy thì rõ ràng là chúng ta đã nhìn thấy thông tin, chúng ta đã nghe thấy thông tin. Vậy thì thông tin đi vào bằng cổng nào? Thông tin sẽ đi vào bằng cái cổng của chúng ta, đó là thùy chẩm liên quan đến mắt và tai liên quan đến thùy thái dương. Hai cái thông tin này nó sẽ đưa vào trong não bộ của chúng ta. Vậy thì nếu một cái đứa trẻ mà 3 tuổi, 3 tháng tuổi hoặc là 6 tháng tuổi, nó hoàn toàn nó không được thu nạp những cái thông tin rằng là rắn thì cắn chết người, rắn thì rất là độc, rắn thì sẽ làm cho chúng ta bị đau, rắn thì sẽ làm cho chúng ta chết đấy. Nó hoàn toàn nó không được đưa cái thông tin đấy. Thì rõ ràng một cái đứa trẻ 3 tháng tuổi hay 6 tháng tuổi mà nó nhận được một con rắn, chắc chắn nó sẽ cầm trên tay một cách rất là bình thường. Đó chính là sức mạnh nguyên thủy của con người chúng ta. Được chưa nào? Rồi, bao nhiêu trong số các cha mẹ cũng đã từng thấy rằng con của mình ấy, khi mà chúng ta để nó lên trên ghế ngồi mà nó không hề biết chiều cao hay chiều rộng gì cả, nó nhào xuống nó với một cái gì mà nó không hề quan tâm tới cái chuyện là cái ghế có cao rồi nó nhào xuống nó có bị đau hay không. Bao nhiêu trong số các cha mẹ đã từng nhìn thấy điều đó, con mình đã từng trải qua, hoặc chúng ta đã nhìn thấy một đứa bé nào đó và chúng ta thấy là trời ơi sao nó không biết sợ gì cả nhỉ, nó ào xuống một cách rất là tự nhiên ạ. Đấy chính là sức mạnh nguyên thủy, sự tự tin của đứa bé đó, sức mạnh đó, nó đâu có sợ hãi. Vậy thì chúng ta sợ hãi là do cái gì? À, thế thì càng ngày chúng ta bị nhút nhát đi, chúng ta bị tự ti, mặc cảm là do cái gì? Là do thông tin. Và cái thông tin đầu tiên mà chúng ta nhận được đó là gì ạ? Là từ ai? Từ cha mẹ. Mẹ ví dụ như thế này. Chúng ta trông con á, thì chúng ta rất là lười, ngại cái việc là chạy lên trên tầng. Ở ngoài Bắc thì gọi là tầng, ngoài miền Nam, trong miền Nam thì gọi là lầu. Chúng ta rất là lười để chúng ta đi lên trên tầng, trên lầu á. Thế là khi mà con của chúng ta nó bò lên là chúng ta sẽ có cái biểu hiện đầu tiên này. Ở đây có những ông bố này, có những người bà này, có những người ông này, đang là ông nội và ông ngoại đang ngồi ở đây. Mẹ rất là biết ơn và tri ân tất cả các bác nha, tất cả các cô, các chú và các bác đang ngồi học ở đây. Mẹ rất là ghi nhận và rất là biết ơn. Rồi thì ông bà nội ngoại thường này, ê con đừng có đi lên ở trên đấy, ngáo ộp đấy, ma đấy. Thì các cha mẹ thân mến, cái từ ma đối với một đứa bé nó không biết là gì, nó chỉ chiếm có 7% thôi. Nhưng mà kêu con lên đi mày, thì cái từ kêu một cái giật bắn người lên đó. Đó được gọi là tông giọng, tông giọng. Và cái khuôn mặt của chúng ta này này, nó nhìn thấy con ma, nó chưa biết ma đâu, nhưng mà nó nhìn thấy cái khuôn mặt của các cha mẹ thì nó nhìn thấy rất là sợ hãi, rất là kinh hãi. Thì đó, khuôn mặt của chúng ta là hình ảnh của con ma đó. Vậy thì đứa trẻ này nó bị hù dọa,
Thông qua cái gì? Thông qua cái nghe, nó nghe thấy được về cái tông giọng mà chúng ta hét lên. Thông qua cái mắt nó nhìn thấy về cái sự thay đổi khuôn mặt của các cha mẹ. Thì dẫn tới là việc gì? Xong là chúng ta làm cho nó giật bắn cả mình lên. Con đủ ra nó ma đấy mà đấy. Thì cái đứa trẻ nó sẽ nhìn và nó sẽ nghe thấy, và nó sẽ bắt đầu từ từ dần 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 nó hiểu đó là gì. Đó là do bị tình trạng là nó nhìn thấy hình ảnh đó, nó nghe thấy thông điệp đó và nó hoảng sợ và nó sợ hãi. Thế thì dần dần hình ảnh cái con ma đó nó được gắn với cái biểu tượng, cái khuôn mặt, cái ngôn ngữ mà của ba mẹ đã đưa vào cho con của mình. Và lúc đó là gì? Dần dần trong tiềm thức của đứa bé nó mới hiểu được con ma thì đáng sợ. Đấy, chứ còn lúc đầu là nó không hề biết nha. Nếu không tin các cha mẹ cứ nói mà. Và cái khuôn mặt của chúng ta rất là vui như thế này với một cái đứa trẻ 6 tháng tuổi đi. Thậm chí chúng ta nói với một cái đứa trẻ 1 tuổi đi, chúng ta nói là kìa ở trên gác có con ma. Đảm bảo với các cha mẹ là cái đứa trẻ đó nó có rất là bình thường, mà nó nhìn thấy khuôn mặt của các cha mẹ rất là vui tươi và nó hiểu được con ma là một cái gì đó rất là đẹp. Hoặc là các cha mẹ sẽ trời ơi con ma kìa, trời ơi ở trên đó. Thì mẹ cũng đảm bảo với các cha mẹ một điều rằng là nó cũng chả hiểu cái con ma là cái gì, nó chỉ thấy cái khuôn mặt mẹ rất là vui và thậm chí nó cũng vỗ tay như lúc này. Các cha mẹ hiểu chưa? Vậy thì tại sao mà nó lại thấy cái con ma và sợ hãi là vì trời ơi, mắt thì trau lại, trong mày thì trau lại, khuôn mặt của các cha mẹ thì rất là ghê gớm, và chính các cha mẹ là hiện thân của con ma đó. Các cha mẹ hiểu chưa? Thế nên đứa bé nó sẽ gắn cái hình ảnh ở trên khuôn mặt của chúng ta thông qua cái thì chậm lắm, và nó gắn với cái ngôn ngữ mà các cha mẹ phát ra, thì nó sẽ biết là à, tại cái thời điểm đó là cái mắt của nó nhìn thấy, cái tai của nó nghe như thế, nó ghép vào cái biểu tượng đó và nó cho rằng là con ma là một cái gì đó xấu tệ, đơn giản là như vậy. Còn nếu chúng ta đưa cho nó một cái thông tin là tốt, à ví dụ như thế này, bây giờ giống như các cha mẹ cứ hiểu như này đi, bây giờ chẳng hạn các cha mẹ là một người Việt, mẹ hệ là một người Afghanistan, mẹ sẽ ngồi đây và mẹ hệ sẽ chẳng hạn mẹ hệ mắng cha mẹ một trận rất là khủng khiếp, nhưng mẹ hệ mặt thì cứ tươi lên như thế này và mẹ nói là chỉ số chỉ số xuất 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 Cái đó đó nó mới chiếm 93%. Nó chiếm 93%. Và cái đó chúng ta mới tác tạo nên được. Đó là à, vậy là cái người đó họ đang như thế nào với mình. Thông qua mắt, thông qua thị chẩm, thông qua tai là thông qua nghe. Được chưa? Thông qua điều này để mẹ hãy muốn nói với các cha mẹ rằng là sức mạnh nguyên thủy của một con người á, là rất là tự tin. Cái đứa trẻ lên ba là một đứa trẻ cực kỳ tự tin, là một đứa trẻ rất đầy sức mạnh. Rồi, và hôm nay đấy là hai câu chuyện nhé. Câu chuyện đầu tiên là gì? Khi mà một đứa bé nó cầm một con rắn, nó vẫn cầm. Nhưng người lớn chúng ta thì bị gắn cái con rắn đó với những cái sự sợ hãi. Vì cái information đó là thông tin đó. Thông tin gồm có hình ảnh, gồm có âm thanh, được chưa? Cảm xúc đi vào thì thông tin sẽ tạo ra năng lượng. Vậy thì cái thông tin cái đứa bé nó sẽ nhìn thấy khuôn mặt của các cha mẹ rất là cau có, trau trau mày, trợn mắt, phùng mang, trợn trợn mỏ lên. Thì á, nó sẽ hiểu được là à, cái thông tin đó là cái thông tin xấu, thì cái năng lượng bên trong của đứa bé nó là xấu và nó sẽ tạo ra vật chất là xấu. Được chưa? Đơn giản như thế này. Các cha mẹ mà cứ suốt ngày đi lên trên mấy cái kênh truyền hình mà nó gọi là nó phản bác lại đất nước của chúng ta đó. Trời ơi, thì các cha mẹ nghe những cái thông điệp đó, có những cha mẹ đang gửi tiền ở ngân hàng còn mau 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 mà rút hết tiền ngân hàng ra đi để mà vì sợ hãi, vì nó nói là ở ngân hàng này sắp dập đấy, ngân hàng kia sắp chết, ngân hàng nọ sắp đai, đúng chưa? Rồi hoặc là chúng ta nghe thấy là những cái thông tin tiêu cực mà họ phản quốc với các cha mẹ đấy, họ như vậy luôn á, thì rõ ràng là gì, là chúng ta tự nhiên mất niềm tin vào đất nước của chúng ta. Nhưng các cha mẹ nhìn đi, hôm nay các cha mình ngồi ở đây này, các cha mẹ có cảm thấy hạnh phúc và biết ơn không? Khi mà bao nhiêu đất nước kia người ta đang rất là chiến tranh loạn lạc, nhưng mà chúng ta ngồi đây vẫn học tập được, vẫn bình an. Thế chúng ta có biết ơn về đất nước này, chúng ta có biết ơn về cái những cái sự gọi là kết nối của chính phủ của chúng ta không? Chúng ta có biết ơn rằng là thế bây giờ các cha mẹ muốn chiến tranh hay là các cha mẹ muốn hòa bình, comment đi. Ở đây có bác Hân đã đi qua những cái thời chiến tranh rồi đúng không? Nào, chắc có lẽ rằng là nhìn thấy những đồng đội của mình ngã xuống, những gia đình bị mất mát đau thương đó, có bao giờ các cha mẹ biết được rằng là những cái sự khổ ải của những con người đã ngã xuống mất mát vì hòa bình của chúng ta chưa? Chắc chúng ta chẳng biết. Chúng ta có nhìn thấy đâu
Không, information thì không có, thông tin không có thì đâu tạo ra năng lượng, mà không tạo ra năng lượng thì đâu tạo ra vật chất. Nên các cha mẹ đâu có trân quý, mà các cha mẹ cứ nghĩ là thờ ơ. Nhưng chúng ta phải đặt mình vào trường hợp này. Gia đình chúng ta có người tử trận, bạn của chúng ta không bao giờ quay trở về, người yêu của chúng ta chết trận ở ngoài trận tuyến kìa. Chúng ta mới thấu, chúng ta mới cảm, chúng ta mới thương và chúng ta mới yêu. Thế nên là chúng ta hôm nay chúng ta đang được ngồi ở đây, nên chúng ta đang được hưởng cái cảnh hòa bình thì chúng ta chẳng thấy cái điều đó cả. Hoặc là ngay kể cả các cha mẹ được sinh ra trong một môi trường rất là nghèo, đói, đói đến nỗi không có cơm để ăn, ăn hạt bo bo, đúng không? Rồi mì gói cũng không có mà ăn, đói, đói, khủng khiếp đói, nuôi mấy đứa con. Thì đến bây giờ các cha mẹ mới nỗ lực phấn đấu rèn luyện để làm gì? Để thoát nghèo. Nhưng còn cái thời đại của hiện nay á, những em bé mà sinh năm 2000 ấy, có rất là nhiều con số 2. Nên là hôm nay thì mẹ không chia sẻ, nhưng mà tới thứ hai vào cứ thứ hai hàng tuần vào lúc 12 giờ trưa, mẹ sẽ live stream cho các cha mẹ để các cha mẹ biết cách những giải pháp nuôi dạy con và kết nối gia đình. Và trưa thứ hai tuần này mẹ sẽ chia sẻ cho các cha mẹ một thông điệp, đó là tính cách của từng đứa con thông qua ngày tháng năm sinh và họ tên của con là gì nha. Rồi các cha mẹ vào chương trình live stream, mẹ sẽ tiết lộ tất cả những cái đứa mà gọi là thời Gen Z bây giờ. Gen Z là từ cái năm 2000 trở đi á, nó rất rất là bị nhạy cảm. Và hôm qua mẹ gửi cho một cái lá thư về về cái nó gieo mình xuống, nó tự vẫn các cha mẹ, nó bức xúc về việc học hành của cha mẹ cứ ép áp đặt nó. Là bây giờ những cái đứa trẻ nó nhạy cảm đến mức mà nó không thể vượt qua được những cái gì đó bên trong con người của nó, và nó kết liễu cuộc đời. Nhưng mà những bác, nhưng chẳng hạn như bác Hân hoặc rất là nhiều con người khác, họ đã đi qua những sự đói, sự khổ, sự cực, bây giờ họ rất là trân trọng. Thậm chí bác đã còn thề rằng là ở bác phải sống tốt, bác phải sống tuyệt vời để làm gì ạ? Để trả ơn cho những con người đã hy sinh, để biết ơn cho những người bạn đã ngã xuống nữa cơ. Và vì họ có lòng biết ơn như thế, họ sẽ sống tốt, họ sẽ sống đẹp. Và đó là lý do vì sao hôm nay bác ngồi ở đây, để bác thay đổi bản thân của mình. Và rất là nhiều các ba mẹ khác cũng vậy. Chúng ta đã đi qua rất là nhiều những nỗi đau, sự tổn thương, nên cũng nhờ những sự nỗi đau đó, các cha mẹ mới vươn mình lên để các cha mẹ quyết tâm thoát nghèo, đúng không? Đó là lý do các cha mẹ quyết tâm nỗ lực để chúng ta trở thành một con người giàu có về mặt vật chất, chúng ta giàu có về về con cái, để sau này chúng ta quyết tâm cho con cái của chúng ta học hành đến nơi đến chốn để thoát nghèo, không như chúng ta ngày xưa. Nhưng cái thời Gen Z bây giờ thì không có. Vẫn có cơm để ăn, vẫn có áo để mặc, đâu có phải gánh ở trên vai cái gì, đâu có trải qua những cái đau thương đó, đâu có trải qua những cái đói, người ta không cảm được, không ngộ được, không nhìn thấy, không tin. Nên là cái thông tin thì sẽ tạo ra vật, thông tin thì sẽ tạo ra năng lượng. Thì các bạn ấy hàng ngày vẫn có cơm ăn mà, vẫn có áo mặc mà, và đầy rẫy các bạn ấy chỉ nhìn thấy những cái gì thôi là đầy đủ, sự đủ đầy. Thì các bạn ấy đang được sống trong một cái luồng thông tin là đủ đầy. Thông tin thì tạo ra vật chất, thông tin thì sẽ tạo ra năng lượng. Nên các bạn ấy sẽ nghĩ là đâu cần gì phải gì đâu, tôi cứ bình thường thế cũng sẽ có ăn được, việc chi mà phải cố gắng, việc chi phải nỗ lực. Đấy, và cuối cùng cái thực tế của các bạn ấy là gì? Thôi kệ, sẽ có người lo hết, mọi sự sẽ có Chúa an bài, mọi sự sẽ có trời đất lo, trời sinh voi và trời sinh cỏ, đúng không? Và bạn ấy cũng chẳng cần quan tâm đến tương lai và ngày mai làm gì cả. Và đặc biệt là trong cái sóng rung động năng lượng về theo số học Pythagore thì có rất là nhiều con số 2 cho những em bé sinh năm 2000, nhất là những em bé sinh là ngày 22 tháng 2 năm 2022. Thôi rồi, toàn số 2 như vậy thì cái sự gọi là nhạy cảm bên trong của bạn là vô cùng lớn. Nhưng mà cái con số 2 nó lại đại diện cho cái gì? Nó lại đại diện cho sự kết nối. Bạn rất giỏi cho cái sự kết nối, rất là tinh tế, rất là nhạy bén. Nên cái thời Gen Z có rất là nhiều những bạn trở thành triệu phú từ khi rất còn nhỏ nha các cha mẹ. Họ rất là nhạy bén. Thế nên cái khả năng mà thậm chí là họ có thể trở thành được những con người rất là tài giỏi luôn các cha mẹ. Chúng ta phải hiểu, hôm nay không phải chủ đề đó mẹ không nói, nhưng mà mẹ chỉ nhắc nhẹ cho các cha mẹ hiểu như vậy để các cha mẹ biết cách là hồi xưa thời các cha mẹ sinh ra vào năm 197 mấy, 196 mấy, 195 mấy, hoặc thời của bác Hân chắc 14 hoặc 13 đúng không? Đấy, thì bản thân là chúng ta có con số 9, có con số 1, có con số 3, có con số 4, có con số 5, có con số 6, có con số 7, có con số 8. Thì bản chất là chúng ta sẽ có những cái sự nỗ lực và tính hành động cao. Nhưng mà những bạn mà Gen Z thời nay thì trong cái ngày tháng năm sinh nó không có cái đó, nên là tự nhiên các bạn đã có một sự trì trệ rất là lớn rồi. Thì nếu chúng ta biết cách chúng ta nuôi dạy và thấu hiểu thì chúng ta sẽ đồng hành cách khác. Còn nếu không, chúng ta càng áp đặt cái quan điểm cá nhân của chúng ta vào bạn ấy thì các bạn ấy càng trở nên là gì? Thấy là không được thấu hiểu, không được yêu thương, không được trân trọng. Thế là các bạn ấy càng rời xa chính mình, các bạn ấy càng bị tổn thương, các bạn ấy nhạy cảm và dẫn tới bị tình trạng gì là trầm cảm và stress. Mẹ hãy nói trước điều đó cho các cha mẹ nha.
Đó, thế thì bản chất là gì? Bên trong con người của chúng ta ai cũng có sức mạnh cả. Nhưng mà cái thông tin của chúng ta nó đi vào, nó làm cho chúng ta bị che mờ đi. Vậy thì lúc đó là gì? Những sự tổn thương. Thế là chúng ta mang tất cả những sự tổn thương của chúng ta vào, chúng ta đánh con, chúng ta chửi con, chúng ta mắng con, chúng ta hù dọa con ngay từ khi còn bé. Thì bắt đầu cái đứa trẻ này đáng lẽ bình thường nó là một cái đứa trẻ rất là tự tin đúng không? Nhưng do sự hù dọa của cha mẹ thì bắt đầu nó bị hình thành ra một cái lớp. Lớp thứ hai được gọi là lớp tổn thương. Đây, lớp tổn thương đây. Là ở lớp thứ hai này. Và ở cái lớp này á, thì giống như lần đầu mẹ nói rằng là bản chất một cái đứa trẻ 3 tháng tuổi hay 6 tháng tuổi nó không bao giờ nó sợ độ cao. Không hề sợ độ cao một tí tẹo nào luôn nha các cha mẹ. Không bao giờ có sợ độ cao. Và tự động là đứa trẻ nó sẽ nhìn thấy là ở nó nhào xuống một cách rất là ngay lập tức luôn. Không hề sợ hãi bất kỳ một điều gì cả. Vậy thì tại sao nó lại không sợ? Bởi vì đó là cái bản tính nguyên thủy. Chúng ta comment được không ạ? Nguyên năng. Nào chúng ta comment cho mẹ từ này. Năng lượng nguyên thủy hay còn gọi là nguyên năng, chúng ta comment đi. Năng lượng nguyên thủy hay còn gọi là nguyên năng ạ. Rồi. Thì lúc này là gì? Các cha mẹ biết không? Con người ta vốn dĩ sinh ra là như vậy. Nhưng mà rõ ràng là cũng do sự hù dọa của các cha mẹ thì càng làm cho đứa trẻ lớn lên nó nhút nhát thêm. Ví dụ con của các cha mẹ hôm qua, nếu các cha mẹ đã được cô Hải Lý chia sẻ về cái sứ mệnh đúng không? Nhưng sứ mệnh nó chỉ là một cái tên thôi, đấy là một cái đích của con người chúng ta cần phải hướng về, đó là cái ý nghĩa cuộc đời khi các cha mẹ nắm mắt, gọi là nhắm mắt xuôi tay. Khi mà chúng ta hướng đến được cái ý nghĩa cuộc đời đó, chúng ta hoàn thành, coi như chúng ta hoàn tất được cái sứ mệnh của chính mình. Thì các cha mẹ biết không, chúng ta còn có những chỉ số khác nữa, 21 chỉ số nữa cơ. Chứ không phải là một cánh én thì không làm nên mùa xuân, một chỉ số sứ mệnh cũng chưa làm nên điều gì cả. Thì lúc đó là gì? Chúng ta hù dọa con rất là nhiều và làm cho con của chúng ta nó bị sợ hãi. Thậm chí chúng ta đánh con một cái, chúng ta mắng con một cái. Thế là chúng ta nói là tại sao con lại như vậy? Con có biết là ngã xuống là sẽ rất là đau và bị gãy tay không? Thế là chúng ta hầm hầm cái khuôn mặt của chúng ta lên. Rồi đến khi mà ăn cơm thôi, nó đang ngồi ăn thế này. Các ông bà thấy cháu không ăn một cái là hù thế này. Con không ăn là dán nó bắt đấy nha. Không ăn là cái camera trên kia nó chiếu đấy nha. Còn không ăn là chú bảo vệ chú bắt đấy nha. Chú bảo vệ ơi, nó bắt nó nha. Thì nó nhìn cái khuôn mặt của chúng ta này, cái ngôn ngữ của chúng ta này, cái ngôn ngữ cơ thể của chúng ta này, thì đứa trẻ nó dần 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 nó bị gọi là cái gì? Ám thị ngoại vi. Hù dọa, đe dọa. Và cái năng lượng đó các cha mẹ đừng có nghĩ rằng là nó không tác động đến đứa bé nha. Nó tác động một cách vô cùng khủng khiếp. Lát nữa mẹ hẹn sẽ cho các cha mẹ xem một cái video để chúng ta sẽ hiểu được cái điều đó. Thì chúng ta lại chửi con, chúng ta lại mắng con, chúng ta lại đánh cháu, chúng ta lại hù dọa. Thế là cái đứa trẻ nó chả biết cái chú bảo vệ như thế nào, nhưng mà nhìn thấy chú bảo vệ rồi nó sợ. Nó nhìn thấy rồi nó đi tiêm á. Chưa biết cái gì khác nhưng mà nó chưa tiêm đâu, nó nhìn thấy cái chú cái bác sĩ kìa. Con không cẩn thận là mẹ kêu bác sĩ đấy, là tiêm đi nha, tiêm vào tay đấy nha. Nó đã được trải nghiệm đâu, nhưng mà thông qua cái lời hù dọa của ông bà thì đứa trẻ nó bắt đầu cái đấy gọi là ám thị ngoại vi từ bên ngoài vào nha. Chúng ta comment cho mẹ thông điệp được không ạ? Ám thị ngoại vi. Rồi chúng ta cứ thấy con của mình á, khi mà chúng ta hù dọa thì cái đứa trẻ, thậm chí có những cái đứa trẻ bên trong là nó thông minh nội tâm, nên là nó cần cái sự an toàn trước khi nó mới mở lòng. Thì các cha mẹ cứ dạ con của em nó nhút nhát lắm, cháu của em nó nhút nhát lắm. Đây, chúng ta ám ảnh nó ở bên ngoài và chúng ta nhìn thấy nó là chưa thể hiện ra, thì chúng ta cứ ám thị nó, ám thị nó, ám thị nó. Và dần dần cái đứa trẻ đó như thế nào, các cha mẹ hiểu này, đằng sau bản chất là nó cần sự an toàn, nó mới cởi lòng, nó mới mở lòng nó ra. Nhưng mà do là nó là cái đứa trẻ cần cái sự an toàn ở mặt tinh thần rất là lớn, nó là một cái đứa trẻ thông minh nội tâm, nên là nó chưa sẵn lòng để nó mở ngay từ lần gặp đầu tiên, mà nó cần phải thời gian, nó cần phải trải nghiệm để nó cảm thấy ổn, nó cảm thấy an toàn, lúc đó nó mới cởi lòng. Nhưng mà chúng ta cứ kìa, nó đẩy con của chúng ta ra, đẩy con của chúng ta và cháu của chúng ta ra, cháu chào bác đi. Thế là cái đứa trẻ nó càng có xu hướng thu lại. Thì thu lại như thế thì các cha mẹ lại càng làm cái gì này? Bác thông cảm cho con em nó nhút nhát lắm, nó ít nói lắm. Chúng ta lại tiêm vào trong ngôn ngữ của con rất là nhiều những thứ này. Rồi các cha mẹ biết không, chúng ta cứ mỗi một ngày chúng ta toàn đưa cho con của chúng ta rất nhiều những nọc độc. Sáng giận chồng, ức chế với chồng, la mắng con, trưa về hậm hực với chồng, bực mình với vợ, khó chịu với bố mẹ chồng, đưa lên con. Cái thứ như mày đó, chỉ có nhiêu đó thôi mà cũng không làm được. Chửi con, mắng con. Rồi bà thì bảo là, ông thì bảo là, à mẹ nó thì bảo thế này này, giờ mà con không ăn là mẹ phạt, không được ăn nữa, đi ra ngoài kia úp mặt vào tường cho mẹ.
bà lại không hiểu, ông lại không biết. Hai con người vô minh và hai con người không cùng với cho gọi là đồng ngôn. Chúng ta comment cho mẹ được không ạ? Đồng ngôn này, đồng thuận này, đồng lòng. Thế là một đứa trẻ bắt đầu nó quay nó vào tường, nó khóc. Thế là bà, mẹ nó đang phạt, bà nó chạy đến. Trời ơi, trục trưng của bà ra đây, bà thương nó. Úi trời ơi, cái con mẹ của nó, cái con mẹ nó lại làm đau cháu của bà. Cái con mẹ của bà của nó lại lại phạt cháu của bà. Úi trời ơi, chứ ra đây trục trưng, ra đây bà thương nào, ra đây trục trưng, bà đây thương nào. Bao nhiêu trong số các cha mẹ ở đây đang từng bị tình trạng này. Tức là mẹ nó đánh thì bà nó đến bà nó xoa. Mẹ nó phạt thì bà lại đến bà ôm ấp. Mẹ hãy nói với các cha mẹ điều này nhá. Khi mà ông bà từ lần sau trở đi, mẹ hãy dặn này, ở đây có những ông, có những bà ở đây, khi mẹ nó phạt làm ơn tránh xa ra, lặng thinh giúp cho mẹ. Mẹ hãy đưa cho mình cái giải pháp như thế này: cứ bình an trên khuôn mặt, đừng nhìn vào cháu, cứ ra làm việc của mình đi, và tuyệt đối không được nhìn vào cháu, tuyệt đối không được sang can thiệp với cháu. Bởi vì ông bà phải hiểu là mẹ nó phạt nó, xong mình ra mình ôm mình vuốt ve như thế này. Thứ nhất, trẻ con nó rất là khôn, nó sẽ luôn mè nheo, nó sẽ luôn hướng cái năng lượng của nó đến cái người nào mà chiều nó. Thế ông bà chiều nó kiểu đó, ông bà vỗ về kiểu đó, mẹ nó lần sau làm gì còn sức mạnh làm cha mẹ để dạy nó. Thế xong khi mà mẹ nó quát lên một cái, mẹ nó mắng nó một cái, nếu như mẹ nó sai, bố nó sai, thì lúc đó cứ để cho bố mẹ nó xử lý đi, rồi gọi bố mẹ nó ra một chỗ và nói, và để cái đó giải quyết sau. Còn á, mẹ nó đang phạt là có lý do, thì mẹ nó phải được thực hiện cái thiên chức của mẹ nó để mẹ nó dạy dỗ nó. Nhưng ông ra nực, bà ra cưng, xong lại còn úi trời, đánh chừa cái con mẹ nó nha, đánh chừa cái thằng cha nó nha, làm đau cháu của ông. Úi trời ơi, chết, ra đi ông thương là ông dẫn đi mua bim bim nhá. Một lần, hai lần, ba lần, mẹ đảm bảo với các cha mẹ một điều rằng là đứa bé đó mẹ nó sẽ không bao giờ nói được, và nó sẽ luôn có xu hướng là gì, nó sẽ khóc thật to lên để làm gì ạ? Để đến có người đến cứu giúp. Nên khi mẹ nó mắng, mẹ nó phạt, hoặc mẹ nó dạy, hoặc nó không vừa ý một cái điều gì, nó bất như ý điều gì, nó sẽ có xu hướng nó khóc rất là to, nó sẽ lăn đùng ra ăn vạ để làm gì ạ? Để chờ người khác đến giúp. Các cha mẹ hiểu chưa? Các cha mẹ hiểu chưa ạ? Hiểu thì comment hiểu nào. Nên hôm nay mà chồng mình phạt, vợ mình phạt, thì cái người còn lại hãy lặng thinh. Giải pháp là không nói gì hết, không nhìn vào cháu, không nhìn vào con, cứ làm việc của mình để cho đứa bé nó đứng ở đấy. Bởi vì trong cái giai đoạn nhỏ tuổi, cái đứa trẻ nó sợ nhất là gì? Sợ nhất là bị bỏ rơi.